Gì? Gõ cao lên, đập một cái, đây. Trời ơi. Có thấy chưa, hãy quên những chiếc ổ khóa móc thông thường này thì chốt rất là nông, dễ dàng dùng xà beng này đục khóa. Ổ khóa cầu ngang đã ra đời thay thế giá hoàn toàn ngang nhau luôn. Ổ khóa này đúc nguyên khối nặng 1,1 kg và độ dày của nó là 3 cm nha cả nhà. Đó, đúc nguyên khối hình chữ nhật luôn. Mọi người thấy mỗi chiếc ổ khóa cực kỳ chắc chắn. Và chưa hết, chốt của nó là chốt cầu ngang nè. Cầu ngang qua hai cái cạnh này, mọi người thấy mỗi cạnh là 3 cm nè. Chốt sâu nè, chốt sâu tới 3 xăng nè, cả nhà thấy không? Khi đó chúng ta sẽ chống đập đục nảy tốt. Và chưa hết, đúng chùa một đúng lõm U để sao bát cửa và càn khóa nằm lọt bên trong lõm này. Để khi đó trộm đưa kìm cộng lực hay là kìm thủy lực vào không cắt được, tại vì dướng bởi ba cái cạnh này. Đó, nó sẽ khá an toàn hơn. Đó, và con này là siêu chịu lực chống đập chống đục, chắc chắn an toàn nhất hiện nay nha mọi người. Và sử dụng là chìa, là chìa xe, chìa rảnh phay, chìa rảnh lõm cả hai mặt luôn. Đó, lõi lớn nè, sẽ chống được bảo mật cao, chống mở trộm cho lõi.